Xin chào tất cả các bạn, tôi vẫn là Hải Piano đây và hôm nay tôi sẽ quay lại với các bạn cho những bạn mà học piano cơ bản ha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một phần mà giúp cho các bạn mỗi ngày chỉ dành được từ 2 cho đến 5 phút thôi. Các bạn luyện ngón thì giúp cho các bạn ngón tay của bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều và giúp cho các bạn chơi piano tự tin hơn ha. Thì một cái phần mà mỗi trước khi các bạn vào ngồi tập đàn thì các bạn hay dành ít nhất thời gian là khoảng 5 đến 10 phút tùy để các bạn luyện ngón để giúp cho ngón tay của các bạn mềm ra. Thì những cái bài trước tôi hướng dẫn cho các bạn là những cái chơi những động tác liên quan đến cổ tay đúng không nào? Đúng không nào? Non lên là tôi đã luyện cho cổ tay chơi đàn mình chỉ tập có ba chỗ ba thứ thôi, cổ tay, khuỷu ngón tay và đầu ngón tay ha. Bạn nhìn non lên là tôi này đó, thấy không nào? Ba, cái thứ hai lên là tôi ha. Lên là tôi là liền tiếng các bạn nhìn đó là lên là tôi ha. Và thứ ba là sắc tô, ngắt tiếng đàn này. Staccato ha. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo, một cái nguyên tắc khi mà các bạn chơi mỗi ngày các bạn chơi và giúp cho các bạn chơi nhanh hơn và phản xạ tốt hơn. Cái ngón cái các bạn nhìn là ngón trung chuyển ha. Các bạn nhìn không? Tôi để tay các bạn nhìn nha. Đó là ngón trung chuyển này ha. Khi chuyển thì các bạn vắt sang ha. Các bạn nhìn này. Khi các bạn chơi hết một ngón tám, do re mi fa sol la si, có nhiều bạn không? Các bạn ngoái tay ha, không phải vậy. Mà ta phải vắt. Các bạn nhìn này, vắt ngón cái sang, thấy không? Thì khi các bạn vắt ngón cái sang thì ngay tức cái tay nó về luôn vị trí này, các bạn nhìn không? À, chứ bảo là thì vô hình chung là các bạn đã luyện cho cổ tay được nó cứng, nhưng mà thả lỏng cái đập xong những cái bài trước về piano cơ bản thì các bạn nào chưa xem hãy lên xem. Thì tại vì là tôi đã hướng dẫn là làm sao mình luyện để thả lỏng ra, đập cho nó thả lỏng, đập xong bài gồng ngón tay như này, các bạn đập như này ha. Thì vô hình chung là các bạn đang gồng cổ tay là làm cho cổ tay các bạn cứng. Và khi cổ tay các bạn cứng rồi thì các bạn sẽ không chơi được những cái tiết tấu nhanh hơn xíu. Hoặc là khi các bạn chơi một lúc là các bạn sẽ rất là mệt. Cái đó là một cái là rất là nguy hiểm các bạn chơi ha. Các bạn khi bạn luyện này ha, bắt tay và đập thả lỏng. Càng thả lỏng càng tốt, khi đánh thật chậm và càng đánh chậm thì càng thả lỏng. Chứ càng chậm và càng gồng như không phải ha. Ngón tay đập thả lỏng nữa ra để làm gì? Để khi các bạn chơi thì các bạn nhìn khi các bạn chơi nhanh hơn ha. Đó ha. Các bạn chơi hết cái cây đàn này. Đó. Thấy chưa đấy ạ? Thì các bạn nhìn đâu, khi bạn chơi hết 2 quãng, 3 quãng, 4 quãng xong bạn ngắt hai tay. Đấy. Móc tứ là nhanh nhất thì có vẻ hơi khó, nhưng mà các bạn có thể chơi để móc tam được, ví dụ như là 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ha. Ngón cái là ngón trung chuyển. Nếu các bạn không nhớ được ngón cái, không chuyển được ngón cái tốt thì các bạn sẽ chơi bị bấp và không đánh nhanh được. Thứ hai là cổ tay các bạn phải thả lỏng. Cổ tay các bạn phải thả lỏng, đập xong phải thả lỏng. Thứ ba là ngón tay các bạn phải luôn luôn cong tròn, chứ các bạn đừng gãy ngón. Gãy ngón thì các bạn sẽ không thể đánh nhanh được. Và thứ tư là cổ tay các bạn phải vuông góc. Các bạn nhìn này, các bạn đừng có để cao quá, đừng để thấp quá. Phải vuông góc thì cái ngón cái mới di chuyển ở dưới. Ha. Thì thả lỏng nghe quãng này, ví dụ như là sau đó các bạn đánh quãng như sau đó và son, các bạn đánh quãng ha, đánh gam ha, xong rồi đánh hợp âm đó, đô trưởng à. Ví dụ vậy ha, sau đó các bạn đánh xuống.
vân vân ha, ví dụ pha trầm. Và đánh với các âm hình tiết tấu nữa, mỗi một ngày từ 5 đến 10 phút thôi các bạn, thì giúp cho ngón tay của các bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đây chỉ là cơ bản thôi các bạn ha. Rồi sau này các bạn đánh có thể là luyện bằng những cái âm dai, ví dụ là thang âm, chữ thang âm low này. Đó, mà đánh low vân vân ha. Và các bạn có thể dùng những cái thang âm khác. Và ví dụ như các bạn có thể chạy những nét nhạc cho các bạn. Các bạn muốn chơi một cái câu nhạc có solo hoặc là ngẫu hứng trên vòng âm ở đó thì các bạn phải có ngón tay thì nó giúp cho các bạn nghĩ ra câu và thì giúp cho các bạn solo sẽ tốt hơn. Các bạn nên nhớ rằng là rất nhiều bạn cũng thời gian vừa hỏi tôi những lớp học online, bởi vì có rất nhiều anh chị ở các nước khác nhau thì có rất nhiều anh chị cũng muốn học về cơ bản này, piano cơ bản này, và đặc biệt đệm hát này. Cái kênh của tôi cũng có 3 nội dung: piano cơ bản, đệm hát nâng cao và đệm thành ca. Cho nên là những anh chị nào mà có nhu cầu muốn học á, học online một thầy một trò nhé. Đó, và như các bạn học trực tiếp thôi ha. Chỉ sau 3 tháng là các bạn sẽ thấy là đệm hát và chơi piano rất là tự tin. Đó, tôi có để số điện thoại ở trên phần mô tả hoặc là email. Các bạn nào quan tâm hãy cứ gửi email hoặc là nhắn qua số điện thoại của tôi. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách. Và tôi sẽ thu xếp giờ để làm sao mà hướng dẫn cho các bạn có thể học online. Các bạn sẽ thấy nó giống như là các bạn học trực tiếp, rất là tiện lợi ha. Với cái phương pháp của Đức thì giúp cho các bạn ngón tay và cái cách chơi đàn của các bạn cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều ha. Tôi hy vọng rằng cái clip này sẽ giúp cho ích cho các bạn ha. Và đặc biệt các bạn nào mà thấy có ích thì hãy giúp tôi là bấm like, subscribe và share cho rất nhiều người biết kênh này, để các bạn có thể được học từ những kiến thức từ cơ bản tới nâng cao về piano. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.